Một nhóm trang trí nhà cửa đã tìm thấy 12 tỷ đồng được niêm phong trong bức tường bị vỡ của ngôi nhà họ làm. Họ là người đầu tiên phát hiện số tiền và muốn độc chiếm làm của riêng. Tất nhiên chủ nhà sẽ không đồng ý yêu cầu vô lý này, vì thế họ ra tòa. Sau đó được biết số tiền đó là của cha mẹ chủ nhà mất để lại, họ giấu tiền tiết kiệm trong tường mà không nói cho chủ nhà biết. Cuối cùng tòa phán 12 tỷ thuộc về chủ nhà.